đi đây. C1 chặn 2. Đèn gì này? Chung kết đầu tiên cho game thủ Hoàng Anh và Chim Anh. Egypt, ui, là Egypt này. Bị thằng cầm thần cung à? Mình là Egypt baby. Đội bạn là Egypt Bia cân. Ồ. Cảm giác quân nó đang cân cân thôi. Gia của Hoàng Anh và Chim Anh cầm Egypt. Mình là Egypt của Bi và tí cầm Babylon chém cần cho con Yamato bên kia. Ờ, cái bài này nhìn qua thế đang là hơi xấu nhờ. Tí dò rộng ra xem có rừng không. Quả 7 này. Quả 7 cây đẹp. Cố đầu ổn. Đây là tí vừa cầm con Babylon. Rồi, quả đầu cũng là quả đầu 7 thì phải. Có heal. Tôi sẽ máy đi trước đi. Cái bài này con Egypt có thế đến cùng không nào. Chúng có lý do đầu tiên dành cho thủ đi. Giọng nhỉ. Ngoài là người đang sắp dần rất chuẩn. Mạnh chậm dần đấy. Mạnh chậm dần đấy. Có thêm nhiều. Bài đấu mà rừng đang là rất khan. Thế không đẹp, đồ ăn thì chưa có đồ gì đùa về. Đây là hiêu đầu này. Ở một bầy hiêu dành cho đối thủ quý vị, hiêu này là hiêu 5. Hiêu đầu 5 con này. Bầy hiêu phụ ở phía xa. Ở câu bài này khó phết đây. Đi tìm thêm xem có gì đó trong 9 giờ hay không. 3 hiêu. Tí nào, Baby Long. Một bầy hiêu và vã quả. Đang đi gió cũng là khá rộng để người đi. All of my soul.
Tiếp tục là một con voi. Bài tí thì ok rồi. Bi có thêm bãi quả này. Hai hiêu và một quả. Bài này Bi đánh kiểu gì để bò nhỏ à? Bò nhỏ thì nó yếu nhưng bài này bò rộng thì không được. Chắc là bò nhỏ rồi em ạ. Chắc là bài này bò nhỏ rồi. Bài này vẫn đánh hôn bò nhỏ. Làm dần đưa tí BL. Tí vẫn đang vừa đóng nhà điều kiện vừa câu bo. Và bảo này về sẽ giúp cho tí có lực khỏe hơn. Và chúng ta cùng cánh màu mấy đây? Màu 1 à? Hình như tí cùng cánh màu 1 thì phải. Tính chấm màu 1 kia đúng không? Một là Hồng Anh cầm Yamato đấy. Đẩy xe dò đường này là tí đang chọc chéo. Có lẽ là chọc chéo dành cho tí rồi. Đường thì xem 11. Đồ ăn lo lòng hoàng thế nha, không cần đánh bò nhỏ. Bé à, chuẩn rồi. Bò nhỏ vòng quần là rất chuẩn rồi những Bi. Hy vọng tí sẽ chọc được nhiều. À, Hồng Anh này, Hồng Anh này. Tôi chơi vã thẳng Hồng Anh thôi. Nếu đúng 1 thì vã thẳng 1 thôi. Bên kia là màu 2 truy mệnh là người đánh cung rồi. Các cơ sở làm ăn của Hồng Anh ta cũng được phát hiện ra. Hồng Anh nó ấy là khá nhanh rồi. Truy mệnh ở 6 giờ. Bắt được con tê của truy mệnh. Đấy là ba cơ cấu khung nhà luôn này. Cũng là 2L tới từ Hồng Anh và nói chung là con Yamato nó sắp 2L rất dễ thôi. 2L sẽ đều từ Hồng Anh. Có con voi lực của tí đang khỏe hơn. Bài này mà tí vui. Chim bài hổ. Mình còn nhẹ đấy nhỉ. Thôi định nói bài này tí chém được yếu Hồng Anh ngon nhưng mà tí bây giờ nó chết lần khá to rồi. Đang cần cân với Hồng Anh đâu. Tín. Bởi cái thế nhà này đi kìa. Hồng Anh đang có nhiều chén và rất thính dần. Đánh giờ thì sát thương của Hồng Anh nhưng mà sẽ đi chém là cao hơn tí. Bên kia thì chia bệnh có bo nhỏ em nhá. Cũng là bo nhỏ đấy. Bi có cung R sẽ dí lên bên trên này luôn. Mạnh bây giờ có cung này, bài đấu mạnh cũng lên muộn đấy. Hai L gần đều dành một tí, đang đi cung R truy mạnh và Bi có cung chưa. Và Bi thì đang phải đỡ nhà trong Hồng Anh. Đạp thêm vào thằng này Bi chỉ có dốc rồi. Bỏ dốc dành cho Bi, cung R Bi thì có lắc ai. Quá đông. Có dốc thì cũng chưa chờ được. Thì là quán gì ạ? Cố gắng hit and run và chờ người đi. Rồi lại chạy dần. Được đấy. Dần thì đã được cái này mạnh nhưng không còn được quân đâu. 28 thì tí được, bây giờ tí cũng dần tốt rồi. Dần toàn trong nhà. Đã sang nhà ông anh một tôn. Không cần được em ạ. Không thể cân đôi cũng được. Chém có sát thương luôn. Không nghĩ ông anh cần được đôi trận này đâu. Thì bây giờ thì cứ thế mà vẽ ruộng ra hai lờ đều đâu. Bung được quanh ruộng của ông anh. Chạy dần là rất nhanh.
Bi là 30. Bi thì bây giờ đang yếu. Bi phải giữ tham. Thủ tướng nhỉ. Tham giữ tham nào. Mọi người rồi đến luôn này. Quá. Lượng nhà cố lên. Có vẻ kìa. Vẻ kìa. Mạnh rồi. Thế game bi để bé em cho nhỏ tiếng bích đi đây anh ạ. Hầu anh là người chém tốt cho trận đấu này. Thực ra bài bi xấu cũng khó trách khi mà mất tham, nhưng mà bài này thì tôi mong muốn là tí phải là người chém yếu game thủ Hồng Anh thì mới câu thời gian cho bi được. Bệnh lên đời cũng muộn thôi, cũng ngang cơ bi đấy. 2-1 trong trận đấu thứ hai, à trận đấu đầu tiên, và cùng nhau đến trận chung kết thứ hai của đội bạn nào.